vai trò của kẽm và bổ sung kẽm một cách hiệu quả. Cùng tìm hiểu với tôi trong video ngày hôm nay. Như chúng ta đã biết thì kẽm là một vi chất vô cùng quan trọng tới sự phát triển của trẻ. Kẽm tham gia vào quá trình hoạt động của các enzyme có sự phân chia tế bào và sự phát triển của cơ thể. Kẽm còn tham gia vào chế miễn dịch, điều hòa vị giác và cảm giác ăn ngon miệng, từ đó thúc đẩy quá trình phát triển xương, cơ bắp và trí não của trẻ. Vậy cụ thể các vai trò của kẽm là như thế nào? Đầu tiên, kẽm tác động lên sự tăng trưởng và phát triển của cơ thể. Do kẽm giúp cho trẻ ăn ngon miệng hơn, tăng hấp thu, tăng tổng hợp chất đạm và phân chia tế bào. Kẽm giúp duy trì và bảo vệ các tế bào, khứu giác và vị giác. Nếu cơ thể thiếu kẽm, thì trẻ sẽ bị biếng ăn, chậm phát triển chiều cao và rối loạn phát triển xương. Ở phụ nữ thai thì nhu cầu về kẽm sẽ tăng cao hơn người bình thường. Vì vậy, khi thiếu kẽm ở phụ nữ mang thai, trẻ sinh ra sẽ bị giảm chiều cao và cân nặng. Nhiều nghiên cứu cũng chỉ ra rằng bổ sung kẽm đầy đủ sẽ giúp cải thiện chiều cao đối với những trẻ thấp lùn và tăng cân nhanh đối với những trẻ bị suy dinh dưỡng. Vai trò thứ hai là kẽm giúp tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể. Kẽm thì kích thích sự phát triển và biệt hóa các tế bào lympho B và lympho T, tạo nên một hệ thống phòng thủ để chống lại các tác nhân gây bệnh. Thiếu kẽm làm giảm phát triển và chức năng của của hầu hết các tế bào miễn dịch dẫn tới tăng nguy cơ trẻ mắc các bệnh nhiễm khuẩn dẫn tới suy dinh dưỡng và có thể dẫn tới tử vong. Bên cạnh đó, thì kẽm còn có tác dụng khác, ví dụ như nó giúp dẫn truyền thần kinh tốt hơn, vì vậy mà nó rất cần thiết đối với sức khỏe của não bộ. Thiếu kẽm còn khiến cho trẻ em dễ nơi cáu, vì kẽm có nhiệm vụ vận chuyển canxi, một trong những chất quan trọng giúp ổn định thần kinh và não bộ. Vậy những biểu hiện nào cho chúng ta biết là trẻ đang bị thiếu kẽm? thì cái biểu hiện thiếu kẽm ở trẻ em thường gặp là biếng ăn, chán ăn, rụng tóc chậm lớn, còi xương, suy dinh dưỡng, tiêu chảy kéo dài hay bị viêm nhiễm đường hô hấp, vân vân. Các cái biểu hiện tiêu kẽm thì diễn ra một cách thầm lặng. Vì vậy, việc dự phòng bổ sung kẽm cho trẻ thông qua chế độ ăn là việc làm hết sức quan trọng. Nguồn cung cấp dồi dào kẽm thì có trong các loại thực phẩm, ví dụ như rau xanh, các loại hải sản và các loại thịt đỏ thì như chúng ta đã biết thì nhu cầu kẽm ở trẻ em dưới 1 tuổi là 5 mg trên một ngày trẻ em từ 1 cho đến 10 tuổi là 10 mg trên một ngày đối với phụ nữ mang thai là 15 mg trên một ngày còn đối với phụ nữ cho con bú thì từ 16 cho đến 19 mg trên một ngày ngoài bổ sung qua chế độ ăn uống cha mẹ có thể cho trẻ sử dụng các chế phẩm có chứa vi chất kẽm selen các axit amin như lysine taurin, chiết xuất cúc tím vân vân giúp đáp ứng đầy đủ về nhu cầu dưỡng chất ở trẻ. Đồng thời thì các chất dinh dưỡng này còn hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường hấp thu các dưỡng chất, từ đó giúp tăng đề kháng, giúp cải thiện tình trạng bị ăn, từ đó giúp trẻ phát triển một cách toàn diện. Ví dụ như Sido ăn ngon XG Plus Và cuối cùng là chúng ta sẽ tìm hiểu về cách tính hàm lượng kẽm nguyên tố có trong các chế phẩm mà chúng ta thường gặp Trên thị trường thì có rất nhiều những loại kẽm mà chúng ta thường gặp Ví dụ như kẽm gluconat và kẽm Syrat Dựa vào công thức phân tử thì chúng ta sẽ biết lượng kẽm nguyên tố có trong kẽm gần gluconat là 14,2% và trong kẽm citrat là 34%. Từ đây chúng ta sẽ tính được lượng kẽm nguyên tố có trong hai loại kẽm kể trên. Ví dụ như trong siro ăn ngon ít nhịp và plus lượng kẽm gluconat là 38,6 mg thì chúng ta có thể tính được lượng kẽm nguyên tố của trong một đống thuốc như sau. Thì chúng ta lấy 38,6 nhân với 14,2% thì sẽ ra con số là 5,5 mg. Khi chúng ta đã tính được lượng kẽm nguyên tố dựa vào chế độ ăn, độ tuổi và nhu cầu, mà chúng ta sẽ tính được lượng kẽm cần bổ sung vào là bao nhiêu. Vì vậy, mà việc bổ sung kẽm sẽ trở nên hiệu quả và đạt kết quả tốt hơn. <laughs>